nhưng chào lại tất cả các anh chị em nha đó cho nên á là cái mà trần thị nghe cũng giống như nguyễn ngọc như quỳnh là hai người mẹ gọi là gọi hai người này gọi là những kẻ tội đồ của dân tộc và đồng thời hai người này là cũng gọi là những những người mẹ tội lỗi những người mẹ tội lỗi đem đến cho con mình mất đi cả cái tuổi thơ đẹp, mất đi tương lai của nó và nó phải mang tiếng xấu lây của hai người đến tận cả cuộc đời của nó. Mình làm cha làm mẹ mình phải đem đến cái tiếng thơm lây cho con mình nhưng đằng này à, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nghe là thiên chức của một người mẹ mà đem đến cho con mình mất đi cái tuổi thơ đẹp đó rồi mất đi tương lai của bản thân của nó đó là một trong những cái mà cái sự trả giá cả cuộc đời này tôi tin là hai cô hai cô này nguyễn ngọc như quỳnh và trần thị Nga sẽ bị rây rứt lương tâm đến cả cuộc đời của họ khi nhìn thấy con trẻ của mình mất đi những cái điều mà lẽ ra chúng vốn có đúng không quý vị à, rồi các anh chị em nhìn thấy đó à, giống như số phận của của à, nhà đấu tranh bạch à, gì bạch hồng quý đúng không các anh chị đó bây giờ nó đi qua bến can đến canada các anh chị thấy chưa hình hài của nó như thế nào đó phải đi làm sửa nhà sửa điện sửa tầm lâm hết đó phải đi cày một ngày bao nhiêu tiếng ở ngoài đường như thế nào đó rồi cuộc sống của nó như thế nào các anh chị thấy đó nó rất là khác biệt khi ở còn ở việt nam đó cái bánh vẽ thiên đường đó là cái điều mà người mỹ á muốn cho chúng nó qua đây để dạy chúng nó một bài học để cho chúng nó biết được là quê hương như thế nào hai tiếng quê hương nó thân thương như thế nào à, nên nhớ cái điều đó chứ không phải người mỹ á muốn thu nhận những kẻ mà bất tài vô dụng đâu mỹ nó khôn lắm quý vị nó không có phải ngu đến mức độ Mình thu nhận những kẻ này qua để mà cung phụng tiền cho tụi nó mỹ nó thu nhận qua thời gian đầu và sẽ là những con cừu của nó trong những ngày tháng tiếp theo vì sao anh nhiên gọi đó là những con cừu anh nhiên cũng là một trong những con cừu của tài phiệt mỹ chứ bộ mình làm rồi mình phải trả tiền thuế đó bóc lột tiền thuế của mình mình làm 10 đồng mình chỉ hưởng được 6 đồng máy mà trong 6 đồng máy đó mình phải trang trải tất cả mọi thứ biêu bộng trong cuộc đời của mình trong cái cuộc sống của mình à, an nhiên cũng là một trong những con cừu của đế quốc Mỹ thì những kẻ đấu tranh chính trị này cũng là một trong những con cừu sau này của nước Mỹ mà thôi đó, cho nên Mỹ thâu nhận những kẻ này là Mỹ nó đã tính hết trơn rồi. Cho mày 6 tháng được qua bên này mày 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 vẽ giờ những cái thiên đường của mày cho mày nằm mơ, đúng không? Cho mày nằm mơ mày thấy được giấc mơ đẹp đi. Rồi sau đó bố sẽ lay con dậy để con đi làm, con kiếm tiền, con đóng thuế cho bố thôi các con ơi. Đó là cái mà tài phiệt Mỹ mà hả? Người Mỹ họ sẽ sử dụng những cái con cừu này đúng không những kẻ mà vô chi vô giác này đúng không các anh chị em cho nên á chúng ta khi còn ở việt nam khi còn ở quê hương các anh chị em chúng ta nên mách bảo nhau có làm thì mới có ăn không dưng ai để muôn phần mà cho đúng không cái câu của câu tục ngữ cây dao ông bà ta để nó luôn luôn có ý nghĩa các anh chị em đúng không bác nói lao động là vinh quang đúng không bác chưa bao giờ mà bác à, à, khuyến khích dân à, à, ngồi không để mà hưởng lợi cả bác khuyến khích dân á, là đi làm để mà có ăn đó bác, bác dạy dân cái cách trồng trọt bác dạy dân cái cách để mà hả có cái cuộc sống mưu sinh của mình tốt hơn, đó. chứ bác đâu bây giờ mà bác à, à, để cho dân cái bánh vẽ giống như ở bên này đâu, đó, như đó nhiên bởi vì nhiên á luôn 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 ghi nhớ những cái lời mà bác đã dạy cho nên á đối với những kẻ mà vong nô vô tổ quốc á ghi những cái gì sai trái về đất nước Việt Nam nhiên luôn phản biện và nhiên nói bằng cái cái sự thật nhiên nói bằng những cái sự thật tại vì nhiên ở bên Mỹ nhiên đã biết như thế nào đúng không nhiên đã biết cái cuộc sống ở bên này như thế nào đó, nhiên đã trải qua và nhiên đã chứng kiến như thế nào, Đúng không? Đó, y chang nè à, như như nhiên nhưng làm cái bài thơ này, Đúng không? nhiên làm cái bài thơ <laughs> để chia sẻ để để nhiên chia sẻ nha cái bài thơ của nhiên mà thật sự lúc đó là mình chỉ là à, mình thấy mình thấy uh, những mấy cái kẻ xuyên tạc á nó ghi nó ghi nó cứ hỏi những câu hỏi vớ vẩn cho nên là nhiên tự nhiên bộc phát bộc phát làm nên một bài thơ mà tự nhiên bây giờ nhiên nhiên nghe nhiên đọc lại và nhiên cũng cảm thấy rất là tâm đắc cái bài thơ của nhiên đó nha <laughs> đây nè cái bài thơ của nhiên nhiên ghi nè ừ bác khuyến khích muôn dân xây tổ quốc ai làm tay sai dẫn ngoại bang đập đi Đúng không giờ đây khi tổ quốc hết lâm nguy ngụy quân nào vẫn mang lòng trắc ẩn à, các anh chị các anh chị vô chia sẻ cái bài thơ của anh nhiên thử anh nhiên đọc anh nhiên làm xong xuôi mà anh nhiên cũng không không có ngờ là anh nhiên làm được những cái vần thơ như vậy nữa các anh chị em <laughs> bởi vậy đôi khi á, đôi khi nó cái cảm xúc nó nhất thời á, nó đến á, thì tự nhiên mình 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 có được những cái à, những cái như là không biết là là thơ ở đâu nó văng ra lúc nào mình cũng không hay nữa nhưng mà bây giờ mình đọc lại mình thấy trời ơi sao mà mình nhớ hết từng lời của bác vậy đây nè thì cái nhiên nhiên chỉ đối đáp lại một tên mà đã uh, viết uh, hỏi những câu vớ va vớ vẩn thôi nhưng mà đến bây giờ tự nhiên nhiên đọc lại Nhiên thấy tự nhiên mình lại viết ra được những cái câu nói quá là tâm đắc đi thấy không là nhiên uh, nhiên đọc lại ha đây nè bác khuyến khích muôn dân xây tổ quốc ai làm tay sai dẫn ngoại bang đập đi Giờ đây khi tổ quốc hết lâm nguy, ngụy quân nào vẫn mang lòng trắc ẩn. Hơn 45 năm ai hận thù gia dẫn, ai xuyên tạc nước nhà chứ con mắt ngoại bang, ai xúi dân chân chất, giả dân oan, ai nói dối giận say, giận toàn tranh ghép giả. Nói tôi nghe ai là người dối trá, làm bao tầng lớp trẻ nát tương lai ai đã xúi dân vào chốn tù đài ngụy quân ngụy quyền các người mang lòng thâm hiểm độc lập tự do yên bình dân đâu phải dễ bao nhiêu triệu dân việt phải hy sinh chỉ mong sao thống nhất nền hòa bình quân dối trá đừng mong tranh giành há Tại vì Nhiên thấy nó muốn về Việt Nam, nó muốn quân lực Việt Nam Cộng Hòa về Việt Nam để mà đòi đa nguyên đa đảng. Cho nên là Nhiên mới nói là quân dối trá, đừng mong tranh giành há, có xây đâu mà kể lễ công trình, bốn mươi mấy năm đảng và dân gồng mình, đúng không quý vị? hơn bốn mươi mấy năm đảng và dân gồng mình tay rướm máu dựng xây nên bờ cõi giờ các người về đây đặt câu hỏi có biết bốn câu liêm sĩ nhục nhã không đúng không quý vị đó tự nhiên tự nhiên dân việt nam mình đồng chung tay với đảng và nhìn nhà nước sau chiến tranh bao nhiêu cái sự đổ nát của chiến tranh quan tàn của chiến tranh quân dân việt nam đều chung tay xây dựng bây giờ bọn họ tuột quần bọn họ đu càng bọn họ đi qua mỹ và bọn họ hả sợ ở việt nam cực khổ bọn họ không ở lại để mà chung tay xây dựng bây giờ tự nhiên thấy việt nam phồn vinh cái muốn đòi về để mà hưởng lợi uh, chia phần hưởng lợi ủa ở đâu ra vậy đúng không quý vị đúng không các anh chị em ở đâu ra hả? họ có xây đâu mà họ đòi á họ chia chát đúng không không có cùng chung đất nước trong những ngày gian khổ để mà phát triển bây giờ đất nước hết lâm nguy tự nhiên đi về để mà đòi chi chát ai cho chân lý nào vậy rồi á đòi những cái điều đó không được lại đi suối dân dẻ dân quan xúi dân làm cái này cái kia để mà dân vào tù đài đúng không sống cái kiểu của các người thấy lỗi đạo rất là lỗi đạo cho nên á an nhiên khuyên quý vị đừng nên đặt cái bánh vẽ thiên đường ảo cho dân việt nam nữa thấy không chống phá rồi cuối cùng sao lý tống cũng sống sống á, cả cuộc đời chống phá đất nước việt nam rồi khi mà chút hơi thở cuối cùng nắm mồ cũng lẻ loi nơi đất khách quen người đó thấy chưa bây giờ vũ huynh trưởng cũng vậy thôi cũng chống cộng cực đoan cũng xuyên tạc cũng nói đủ thứ sai về đất nước đó rồi không tin về dịch covid bây giờ lại ra đi vì con covid. Quý vị thấy không? Cả cuộc đời chống phá chống chống không biết cái chống như thế nào, chống vô tội vạ. Rồi, đến khi chống gậy rồi vẫn còn chống phá đất nước Việt Nam. Rồi không biết Việt Nam như thế nào luôn. Rồi bây giờ bỏ thay nơi xứ người. Đó à, cả cuộc đời không không có làm được cái việc gì ý nghĩa thua cả một con đàn bà giống như an nhiên đúng không tuổi đời tuy nhỏ nhưng mà biết được nơi đâu là nơi bình yên tuổi đời tuy nhỏ an nhiên tuổi đời tuy nhỏ hơn vũ hơn ông vũ huynh trưởng hơn ông lý tống hơn những người mà chống Phá ở bên này rất là nhiều. Nhưng mà... Nhiên biết được là... Tổ quốc của mình là ai. Tổ quốc của mình là ở đâu. Chỉ có hai chữ Việt Nam thôi quý vị. Mình qua đây... Mình thấy bao nhiêu cái sự... Xuyên tạc. Đó, họ nhồi sọ bao nhiêu người. Nhưng mà tiếc thay là không thể nhồi sọ được An Nhiên. Đúng không? Không thể nhồi sọ được mình. Và mình mình gom góp mình gom lại tất cả những cái mà họ nói dối họ xuyên tạc mình chia sẻ cho đồng bào mình biết mình chia sẻ cho các anh chị em biết mình chia sẻ cho các thanh niên thế hệ trẻ các em biết được để các em tránh xa không vướng vào cái vòng tội lỗi đó để tương lai của các em ngày một tươi sáng để các em có thể cùng với lại dân quân Việt Nam mình sánh vai với lại các cường quốc năm châu trên thế giới phát triển đất nước Việt Nam mình sống trở thành một con người có hữu ích cho xã hội cho gia đình cho bản thân đó chứ không có phải là hả những kẻ bên này suối các em làm những cái việc hả là tán tận lương tâm đó. rồi hả làm sai với đất nước rồi các em qua đây các em sẽ bị vỡ lẽ giống như trần thị nga giống nguyễn ngọc như quỳnh giống như thằng bạch hồng phi Quyến giống như thằng lê văn sơn phải đi rửa chén đó giống như bà nguyễn kim thành phải đi lượm lon à, các em hãy nhớ lời của chị an nhiên ở đâu cũng phải đi làm ở đâu cũng phải lao động hãy cố gắng học tập theo theo á, à, gương của bác hồ vĩ đại của chúng ta Đó. học học nữa, học mãi học cho đến khi nào mà mình cảm thấy mình vẫn vẫn còn có thể học tại vì á chúng ta mỗi mỗi cái bước ngoặt cuộc đời của chúng ta sẽ có những cái sự đổi mới khác và chúng ta cần phải học học tiếp học học nhiều thứ lắm các anh chị và điều đầu tiên là học cách làm người đó học cách làm người để mình biết yêu tổ quốc yêu quê hương mình đi đến đâu mình là con người mình luôn cho họ biết được là mình có tổ quốc thì mình sẽ được tôn trọng đúng rồi bạch hồng quý đúng rồi đó em yến ly bạch hồng quý Đúng mà, chống vô tội vạ. Chị Nhiên nói đúng mà, chống vô tội vạ. Đó. Còn thằng bác sĩ Hồ Hải sang đó im hơi lặng tiếng luôn. Tại vì nó ở Việt Nam nó là bác sĩ thôi em. Thôi em trai. Ừ, thôi em gái. Đó. Nó ở Việt Nam nó là bác sĩ thôi bé. Nhưng mà khi mà nó qua bên Mỹ rồi thì nó sẽ trở thành thằng lòi sĩ. Chứ không phải thằng bác sĩ nữa. Đó. Ở Việt Nam được Ồ ờ, bạch hồng quyền chứ bạch bạch hồng quyền ồ à? ờ, ok bạch hồng quyền mà chị nhiên tưởng nó là bạch hồng quý ok bạch hồng quyền <laughs> ờ, cái tên cái đọc cái tên thôi là thấy rắc rối rồi bởi vì cuộc đời của cái cái, cái tên này nó rắc rối là đúng rồi đó em không? cha mẹ đọc tên con khó đọc quá cho nên là cả cuộc đời nó bị rắc rối luôn rồi đó đó rồi á, đó như bác sĩ hồ hải á thì để cho chị an nhiên nói cho bé yến ly nghe cái điều này ở việt nam á thì ông ta là một bác sĩ nhưng mà qua bên mỹ á bác sĩ phải biết giỏi tiếng anh thì mới hiểu được cái bệnh nhân đó bị cái gì chứ giờ mấy cái bệnh nhân đó bị bị giờ anh nhiên chị ví dụ thôi Uh, ông ta khám cho bệnh nhân đó, ông ta biết là uh, bệnh nhân đó bị uh, bị ung thư hay là bị gì đi, ông ta nói tiếng Việt, người Mỹ đâu có hiểu đâu. Đúng không? Phải nói tiếng 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 Anh người Mỹ mới hiểu. Đó. Rồi á uh, có những có những cái mà uh, y tế ở Mỹ ở bên này, ông ta cũng phải học thuộc ông ta mới biết chứ, đúng không? Chứ đâu có thể nào mà vô trong khám cho người Mỹ lại nói bằng tiếng Việt bao giờ cho nên là cái ông bác sĩ này ông qua đây ông cũng cần phải đi học lại tiếng Anh rồi học lại rất là nhiều cái đó thì ông ta mới có thể đi làm được nên qua bên này im hơi lặng tiếng là đúng rồi không chừng bây giờ đang đi rặt lặt, lặt rau ở trong cái chợ nào đó hoặc là không chừng đang đi bưng uh, bưng phở trong cái tiệm phở nào đó rồi đó hoặc là cũng có thể là đang đi học neo để mà mai mốt chà chân thôi đúng không tại vì tiếng anh không có không có bao nhiêu bằng cấp ở qua bên này phải đi học lại đó cho nên im hơi là đúng rồi em gái ơi